Hello, chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay thì lại một cái video ngắn về cái mẫu cặp. Ngày hôm nay thì chắc là chỉ đăng tải lên video thôi. Các bác nào đang cần cái dụng cụ này thì cứ liên hệ tới bên em. Bởi vì nếu như hôm nay các bác mà trong miền Nam đặt thì em gửi chắc cũng không kịp để các bác nhận được nữa rồi. Thì em cứ đăng tải như này để các bác nào mà đang theo dõi tới cái dụng cụ về làm bonsai, dụng cụ về làm cây cảnh, các bác hãy liên hệ trực tiếp tới bên cơ sở em nhé. Hôm nay thì em sẽ gửi tới các bác một cái bộ cặp đầy đủ gồm có 5 cây. Hôm nay thì sẽ gửi tới các bác cái bộ cao cấp này. Đầu tiên thì em sẽ đưa lên cây tròn và cây chéo nhé. Cây tròn, cây chéo thì là cái mẫu chủ đạo mà các bác quan tâm nhiều nhất. Cái cây này thì dành cho các bác tạo sẹo trên cây cảnh này. Cây này để các bác cắt tỉa những cái vị trí khó này. Cái bộ này thì chất liệu của nó thì sẽ là thép đúc nguyên khối hàng thủ công nhé các bác nhé. Một cái mẫu rất chi là cao cấp, đang được các bác làm bonsai, các bác làm cây cảnh rất quan tâm. Đây là cây tròn, cây chéo này, là hai cái cây các bác sử dụng nhiều nhất. Thì đối với bên cơ sở em thì dòng cạp thì em có rất chi là nhiều. Nhưng mà những cái bộ làm em hay đăng tải thì đó là những cái bộ mà các bác quan tâm số lượng rất chi là lớn. Thì một số dụng cụ về bonsai, về cây cảnh thì rất chi là nhiều đồ. Thì đây là hôm nay một cái video rất đầy đủ để các bác lựa chọn. Đầu tiên là cây tròn, cây chéo của cái bộ cạp này. Và tiếp theo thì là cây cắt dây. À xin lỗi, cây kìm bổ. Đây là cây bổ giúp các bác uốn cây nhé. Uốn cây bổ vỏ đấy ạ. Cái cây này thì đặc biệt nó sẽ to hơn tất cả những cây kia. Bởi vì nó giữ một cái vai trò rất quan trọng. Bởi vì nó uốn cây, cần cái lực của nó phải khỏe hơn. Thì đây là cái cây lớn nhất trong bộ cạp. Và cái bộ cạp này em cũng nói cái kích thước của nó để các bác nhà mình được biết. Cái kích thước của bộ cạp của nhà em thì sẽ là 21cm, là mẫu phổ thông nhất để các bác làm cây thuận tiện nhất đấy. Thì là sẽ làm mẫu 21cm các bác ạ. Đây là cây cây bổ nhá, cây bổ uốn cây. Và tiếp theo đó là cây kìm cắt dây. Cây này thì dành cho các bác cắt dây nhôm, dây đồng để uốn cây. Và các bác mà khi xem video này của nhà em, các bác đang cần tới một cái dụng cụ gì đó về đồ bonsai, đồ cây cảnh, các bác hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số của nhà em nhé. Số có Zalo thì sẽ là số 0869054295. Đấy là số Zalo, vừa là số để tư vấn các bác. Và một số tiếp theo nữa thì sẽ là số 0975531602. Đấy là hai số điện thoại chính để em tư vấn và cũng như là cung cấp tới các bác tất cả những cái dụng cụ làm vườn, cái dụng cụ làm bonsai, dụng cụ làm cây cảnh đầy đủ. Một cái bộ cạp này thì chắc chắn không thể thiếu được đối với các bác làm cây rồi. Và khi các bác mà xem được cái video ngắn này của bên cơ sở em, các bác đang quan tâm tới nhiều dụng cụ về bonsai, về cây cảnh, các bác đừng quên ấn vào nút đỏ là nút đăng ký kênh nhé, ấn vào quả chuông để đón tiếp theo những cái video của nhà em về tất cả những cái dụng cụ về làm vườn, làm nông nghiệp, làm bonsai, làm cây cảnh. Đấy, và tiếp theo nữa là cái cây tỉa. Cái cây tỉa này thì em chưa đăng tải lần nào nhé. Bởi vì cái mẫu này rất chi là ít. Khi đăng tải lên mà không đủ cung cấp cho các bác thì rất chi là ngại. Thì đợt này lại về để phục vụ các bác. Đây là cái cây tỉa nhọn. Cái cây này giúp các bác tỉa nhánh, tỉa cành. Cái cây này mới khi các bác mua về nó hơi rít nhá. Các bác có thể chỉnh ốc một chút để cho nó lới ra. Nó khi nó xít quá thì nó cũng hơi hại kéo đấy. Các bác có thể lới ra một chút nhá để cho nó lỏng ra. Đây là cây cây tỉa này. Cây này chất liệu của cả bộ này thì đều bằng thép đúc nguyên khối hết, là một loại thép đúc cao cấp, chất lượng nhất nhá. Đấy, một bộ sẽ gồm có 5 cây. Đấy, đối với bên cơ sở em thì em có rất nhiều những cái dụng cụ về bonsai, về cây cảnh rất là hay, những cái dụng cụ về nông nghiệp. Đấy, khi các bác mà quan tâm tới nhà em, các bác hãy lưu số điện thoại của em vào nhé. Và các bác mà xem video mà em mà nói số điện thoại hơi nhanh thì các bác có thể ấn vào tiêu đề. Ở phần tiêu đề thì em để 5 số điện thoại để các bác alo. Và chính em sẽ là người tư vấn các bác về tất cả những cái sản phẩm của nhà em nhé. Thì cái video ngắn này thì em cũng đăng tải một cái bộ cạp đầy đủ dành cho các bác làm bonsai, làm cây cảnh. Cái này thì chỉ là bonsai, làm cây cảnh thôi. Áp dụng cho các bác làm bonsai, làm cây cảnh. Còn đối với các bác mà làm nông nghiệp thì cũng có video đăng tải rất nhiều dụng cụ nhé.
là đơn vị thì chuyên cung cấp tất cả những cái dụng cụ làm vườn. Thì bên cơ sở em tên là cơ sở Trường Thảo, em ở Tân Yên, Bắc Giang. Nếu như các bác ở gần thì có thể các bác tới nhà để lựa chọn những cái dụng cụ các bác đang cần. Còn nếu như các bác ở xa thì các bác alo nhé, kết bạn Zalo, em sẽ gửi hình, gửi mẫu. Và các bác ưng mẫu nào thì em sẽ gửi đến tận nhà các bác. Hàng tới nhà thì các bác được bỏ ra kiểm tra hàng thật cẩn thận trước khi trả tiền. Đấy là phương thức bán hàng của bên cơ sở bên em. Cơ sở em là cơ sở Trường Thảo nhé, đại lý tất cả những cái dụng cụ về bonsai, dụng cụ làm vườn, làm cây cảnh. Em cũng xin kết thúc video ngắn nhé. Các bác đừng quên ấn like, chuông và đăng ký kênh để đón tiếp theo những cái video của nhà em qua những cái sản phẩm hay như này. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ạ. Thank you.